Xin mến chào các bạn. Bây giờ là buổi sáng của ngày thứ hai. Đoàn của Kim bắt đầu chuẩn bị đi ra Vịnh Hạ Long để đi du thuyền. Trước khi đi Vịnh Hạ Long thì đoàn của Kim ăn sáng ở ngay trong khách sạn. Thì buổi sáng hôm nay là ăn sáng buffet. Mình thấy cà phê. Cà phê trong này có các loại cà phê sữa. Cà phê sữa nghĩa là đây là bình cà phê, còn đây là sữa đặc kế bên. Còn bên cạnh đây là bánh mì. Thật sự nhà bánh mì Việt Nam thì rất là ngon, nhưng mà Kim không biết làm sao đây. Bánh mì Việt Nam thì rất là ngon. Bánh mì ở đây gồm có pate, có bơ. Và bên này là có salami này, có salad. Bên đây là salad, salad này là salad khoai tây. Ôi trời ơi, họ làm sao họ bào được bắp cải này ngon thế. Nhuyễn còn hơn là cái gì, giống như là sợi tơ vậy á. Đây, cái này mình mới nhìn mới thấy rõ nè. Dạ, đấy. Các loại salad. Rồi bên này nó có trái ô liu nè. Bắp. Mấy cái loại này là ăn chung với salad nè. Ồ, bên này có bánh cắp nhỏ nhỏ ra dễ ăn nè. Rồi bên này có bánh mì chiên. Đã vậy bên đây có một mẹt bắp. Họ làm mì dễ ăn. Còn bên này là bánh gì mà nó có này, gọi là bánh gì ta? Thôi quên rồi thôi. Còn bên đây là khoai lang. Ồ, khoai lang họ cắt như vậy cũng dễ ăn. Các loại bánh ha. Rồi bên này là bánh bao chiên. Bên đây là bánh cuốn nè. Rồi bên này có khoai tây chiên. Thế nhưng Kim biết ở đây có món xôi đậu phộng nè. Đây, bên này hình như là cơm thường thế ha. Ở bên đây là xôi đậu phộng nè. Cái hột xôi nó rất là bóng bẩy ngon nha. Tí nữa mình sẽ coi xem mà ở đây nấu xôi như thế nào. Mình nhìn hột xôi mình mê rồi đó. Thôi đậy lại đi. Bên đây là rau xào, rau cải xào. Còn bên đây là mì xào. Đây là cái loại mì này ở Việt Nam á, người ta hay ăn loại mì gói á, cái loại ba con tôm hay là hai con tôm rồi đó, mà xào ngon lắm nha. Kim rất là mê cái mì này. Còn bên đây là thịt kho. Ô, cái này thịt này ngon nè. Thịt sườn giống như là ba chỉ sườn đó các bạn, họ kho lên nè. Ngon ghê chưa, có thể ăn với xôi, ăn với cơm cũng đều được hết á. Bên này là sausage, một loại sausage gà, một loại sausage heo thì phải, đúng rồi. Bên đây là sausage heo đây, còn bên đây là sausage gà. Còn bên đây là cơm chiên. Ồ, cơm chiên nhìn cũng ngon lắm nha. Bên đây là cháo, một bên là cháo thường, không có thịt cá gì hết. Và bên đây là cháo thịt. Cháo mà bình thường á, thì người ta ăn với những cái loại chẳng hạn như là xá bấu nè, rồi cá kho tiêu, đậu phộng. Rồi bên đây là bánh cuốn. Bánh cuốn ăn với nước mắm. Bánh cuốn này nó có hình như là nhân thịt hay là nhân nấm mèo thì phải. Nhưng mà nhìn hấp dẫn quá. Bên đây là bánh cuốn ăn với chả lụa. Còn bên đây là các loại chè. Ở đây có chè đậu xanh, rồi chè đậu đen. Rồi cái này là chè nếp cẩm nha. Cái loại này hay ạ. Chè nếp cẩm người ta thường hay ăn với sữa chua lắm. Thì bên cạnh bên đây là có một hũ sữa chua nè. Đấy. Rồi bên đây là các loại ăn để tráng miệng á. Đây là rau câu. Còn đây là thơm. Ồ, quả thơm là họ gọt kiểu nào mà hay quá vậy ta. Giống như cái lông con nhím vậy đó. Còn bên đây là ổi. Bên đây là dưa hấu. Em chào hai chị. Dạ. Và tối qua hai chị ngủ được không? Ngủ ngon đúng không? Dạ. Bởi vì ngày hôm qua có lẽ là các chị tắm được á, nước nóng á, nên là mình ngủ ngon. Dạ.
Sáng giờ các chị ăn sáng rồi thì anh phải nói ở đây có đủ món. Mình muốn thử cái gì mà nó là lạ đó. Dạ. À, dạ. Chị Trung thì đang ăn xà lách nè. Đấy vậy Trung ăn món gì rồi? À vậy hả? À. Potato salad. À potato salad đúng rồi. Thấy ngon lắm. Bà con ăn người nào cũng thấy ngon miệng quá trời luôn nè. Bây giờ thì mình đó ở đâu ạ? Dạ. Nãy giờ. Nãy có còn ai đâu nè. Ôi cô nhà. Buổi sáng á, các anh các chị ăn thấy ngon không? Ngon. Ăn ngon không? Ngon. Ừ. Này đó. Này, phục vụ buffet. Nhiều món. Nhiều món. Chưa. Ăn chưa? Ăn ngon hả? No chưa? Ăn no nha. Bữa nay mình đi lên tàu, mình đi tới trưa mình mới được ăn. Ở đây á, nếu mà mình muốn á, mình xin một ổ bánh mì. Mình bỏ vô lò nướng á, mình bỏ, mình đọc nó ra, mình bỏ chả, bỏ thịt vô mày ăn. Chả luộc thì thịt á. Có pate ở ngoài đó đó. Thì đó thì mọi tụi em mà đã đặt nhà hàng á, đặt khách sạn mà sang trọng á là toàn như vậy không? Dạ, còn nếu mà đã đi vào mà thấy cái chỗ nào mà nó lèo tèo là mình ăn rất là đơn giản, không có gì hết. Đúng rồi, đơn giản. Cũng tùy thành phố. Dạ, tùy thành phố. Dạ. Ví dụ như mình về Cần Thơ thì hoặc là Nha Trang, là những cái thành phố lớn là mình phải ở khách sạn như vậy. Để giải ngố đúng không? À chữa lửa phải không? Giải ngố hồi tối hôm qua đúng không? Không, gà, tô phở gà rồi. À thế hả? Ấm lòng rồi. À, ấm lòng dân tộc rồi ha. Cà phê ngon quá. Dạ, quá ngon hả chị? Ở đâu đang về Việt Nam quá. Nên mình ăn mình có mùi giống như là hơi có mùi vị của phở. Đây là thịt kho đấy các bạn. Kho rất là vừa miệng nha. Để xôi. Bây giờ đoàn của Kim đã đến được bến tàu để đi ra ngoài cảng ở Hạ Long rồi. Thì bây giờ đoàn bây giờ xếp hàng vào để lấy vé. Bởi vì ở đây là đoàn của Kim đã book sẵn hết rồi. Nên là chỉ việc vào lấy vé là lên tàu thôi. Đoàn của Kim đi ở ngay cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu ở Hạ Long. Ở đây có những người họ chụp hình nha. À, ví dụ như họ chụp hình như tiếng hồi nó họ sẽ rửa đó. Quay quý bà nào thấy mà đẹp quá thì mình sẽ lấy, còn nếu không thì thôi. Đúng rồi. Đây. Những tấm hình chụp chung nè. Đây, hình Tần Châu Hạ Long nè. Các bác đứng chụp tấm hình đẹp lắm nha. Đứng à? Mình làm căn sát chân vào đầu luôn. Mọi người đi vào trong để chuẩn bị lên tàu. Ở bên đây khi mà mình lên tàu thì những con tàu đấy nó cập bến ở hai bên này, bên này cũng như là bên này đây. Thì khi mà khách lên đầy đủ hết rồi bắt đầu họ nhổ neo đi ra biển. Tàu mới có rời bến chút xíu thôi mà Kim thấy đẹp quá. Bữa nay thời tiết hơi âm u một tí, có sương mù nhiều. Xa xa bên kia đó, nếu mà bữa nay mà thời tiết không có âm u, không có sương mù thì mình có thể thấy cái đảo tuốt rừng xa dưới kia kìa. Đẹp lắm luôn á. Đây, non nước hữu tình. Đẹp. Trời ơi, mùa đông mưa bay lất phất mà anh chị như vậy thì quá là đẹp rồi. Dạ. Con đấy ta lo quá, ở trong nhà hàng trong sáng á. Dạ. Đẹp ha, biển đẹp quá. Hello. Bữa nay cải lão hoàn đồng đấy. Đấy, đúng rồi. Cải lão hoàn đồng. Ôi, xinh quá. Vâng. Đây là các bác có thể ngồi vào ghế để thưởng thức cảnh đẹp của vịnh Hạ Long. Bên kia cũng có một chiếc tàu.
đâu có chị ngồi như vậy, bây giờ hình nó ra đẹp hơn cái này biết sao không? Anh đứng sáng hồng đẹp lắm. Yêu vợ đấy. Tha hồ mà check in nha. Đẹp ghê vậy đó. Ôi giời, tiếc quá. Chú có cơ hội để chụp kiểu. Chú đứng ở đây. Lên đây để ngắm nhìn toàn cảnh của Vịnh Hạ Long. Đây đây đây. Đẹp lắm. Titanic đúng rồi. Titanic lại nè. Biết lại nào lại. Đây đây đây. Đây. Người sau ôm eo nào. Người sau ôm eo. Trời ơi, người sau ôm eo Titanic. Thúy à Thúy. Thúy à Thúy từ đó mà nghe nè. Rồi rồi rồi. Đúng rồi, đẹp quá. Nói chung là bữa nay Kim rất là may mắn nha, được cái anh lái tàu này, anh giao cho nhiệm vụ lái nguyên con tàu đi. Mà chả biết là lái đi đâu, nhưng bây giờ cứ thế là xoay như thế này thôi đó. Đó vậy đó, như vậy là nó chạy đâu nó chạy. Bây giờ đó, đoàn của Kim đang từ từ đi ra ngoài giữa biển nha. Ơ, ngoài ven vịnh biển thôi chứ phải giữa biển đó lộn. Đoàn của Kim bây giờ đang đi từ từ đến ở ven biển để đi ngắm hòn trọi. First class đúng rồi. Các bác ơi, mình đi ra, bây giờ mình lên tham quan động Thiên Cung. À, động Thiên Cung. Đây. Đây, đoàn chúng ta sẽ chụp đây các đồng bay ra đây. Cảm ơn. Dạ, đây con đây. Con đây cha ơi. Năm nay nó trên 17 một lúc. Nó dưới 17. Lạnh quá nó lộn cái này. Bây giờ quý ông bà anh em Thiên Cung và động đầu tiên mà đoàn Kim sẽ đến thăm ở ngay Vịnh Hạ Long. Đây là động Thiên Cung, đây là động Thiên Cung, đây nằm cái hang động đẹp nổi tiếng này. Và động Thiên Cung này mới được phát hiện lại cuối năm 1993. Khi người ta phát hiện lại cái động Thiên Cung này, người ta mới thấy là ngày xưa đấy Pháp đô hộ ở đây mà họ đã khắc từ 1901 rồi, thì mãi cuối năm 1901 người Việt Nam mình mới phát hiện lại cái động Thiên Cung này. Và cái động Thiên Cung này là cái động hang động tự nhiên do nước mưa đấy, nó cứ thẩm thấu như trần hang này, nó rơi rớt xuống nó tích tụ lại. Sau khi mà măng đá và nhũ đá gặp nhau nó thành cái cột đá này. Đây, cây cột đá này đây có cái măng nhũ đá giống như hình con cá heo đang biểu diễn nhá. Đây là cái miệng con cá heo này, nó ngước lên trần là cái thân hình này. Và mình nhìn qua bên này có cái măng nhũ đá mang giống hình một cô gái, được gọi là làng Mây. Ngày xưa làng Mây đi tham quan mà, thế là gặp anh Hoàng Tử Dòng ở đây, thì cứ ở đây để chờ anh ấy phải lòng anh mà, cứ chờ anh bày tỏ thôi nhưng anh không nói gì cả. Lâu ngày quá ở đây mà gần với đá nó cứ hút, nó hút mỗi ngày mà hóa đá ở đây này. Đâu? Đây này. Cái này này ở đây hàng đầu này. 1, 2, 3 này. 1, 2, 3 này. Nhưng mà em thấy nó giống con cá lợn hay là con cá lâu ngày không nói gì cả, lâu ngày quá đá nó cũng nặng quá đá con lợn hơn là con cá rồng nhá, anh Hoàng Tử Rồng này đây nha, đây là hình ảnh của Hoàng Tử Rồng nhá, đây con rồng rồng đó, đây là cô làng Mây, cô nàng Mây giống con rồng nhà nuôi. Con rồng này rất là giống với con rồng mà em nuôi ở nhà. Vâng. Đây là hình ảnh của mẹ con voi nhá. Mẹ con voi đang dẫn nhau đi chơi ở đây này. Ở đây voi kìa. Ôi giời. Voi con này. Voi con này, voi mẹ này. Con trên cùng đây là mẹ con voi. Đúng rồi, giống con voi thật. Vâng. Cái hình ảnh, cái cảnh đầu tiên này là cô nào muốn chụp cái cảnh tượng đầu tiên ở Thiên Cung nào? Thì cháu sẽ chụp cho cái hình này cũng vào đây. Đi vào đây ấy, chỉ có người chụp hình mà người ta biết cách chụp mới thấy hình được. Chứ người tối lắm. Nếu mà ai muốn chụp thì nên chụp ở đây nè, nhờ anh chụp cho. Chụp cho chị một cái hình này nè, cây nấm khổng lồ nè. À, chiếc nấm khổng lồ. Cổng trời trên này là người ta phát hiện năm 1992 đúng không?
93 cuối năm 1993. Các cô ngay bác đây là gọi là trung tâm của động. Ngăn trung tâm của hang động nhá. Chỗ này có nước không? Mưa cơ, phải mưa. Mưa thì không có nước. À, hội hôn cho nàng mơ với ông Hoàng Tử Rồng phải không? Đây là cái nơi hội nghị. Nha, áo đỏ nha, vào đây chụp cái ngăn này, ngăn trung tâm này. Đi anh Nam, đi anh. Đấy, oh. Thấy nào ngọt không? À, đúng rồi, nè, thấy không? Đấy, đường tăng thầy cho đường tăng thầy thế này. Thế ông chú vẫn dưới mà. Đi qua đây, thấy cô gái đang tắm ở bên dưới này. Thế là ông đi chạy như vậy, ông nhỏ ra bỏ qua thầy trò ở trên này. Vâng, à, cô gái cô đang tắm ở bên dưới này. Thế cô phát hiện là có người nhỏ cô tắm. Cô xấu hổ quá. Cô trèo lên trên này nhá, cô quay mặt vào trong này, cái lưng quay ra ngoài này. Đấy, cái lưng này. Bây giờ đoàn của Kim đã đến được cửa hang rồi. Thì coi như là cái chuyến tham quan Động Thiên Cung tới đây là đang trên đường đi xuống, đi lên tàu. Đây các bác, các cô, các chú, các ông, các bà đang từ từ đi xuống để lên tàu. Mình đi một cái động khác nữa. Rồi các bác cứ xuống đây nha, xuống đây. Rồi, mình đi tham quan Động Thiên Cung thành công. Cảm ơn các em Kim Lê, quay phim dễ thương quá. Dạ. Phó hết sức chi đoàn. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị. Tụi em bình an chị. Bình an rồi, đi ra qua lọt qua cái Động Thiên Cung rồi đúng không? Rồi, qua rồi. Mì tôm đi ăn rồi này. Đâu? Đó, nguyên cọng mì tôm đây. Hello, hello. Hello, giờ đi qua động gỗ. Dạ, động... giờ mới đi qua một cái động khác nữa. Tàu họ đưa đoàn đi qua Động Thiên Cung, bây giờ họ đứng đây họ đợi. Wow. Nhưng mình nói rằng nếu mình có cái nón màu cam thì cái nhóm mình vẫn còn ở phía trước. Còn một đội nữa là sắp tới rồi, sắp tới rồi, sắp tới tàu rồi. Sắp tới nơi rồi. Sắp tới nơi rồi. Tức quan trọng nó delete hết tự động nó biến mất. Vâng, của em bị này, em bị. Chào chị. Khi mình vừa xuống từ hang Động Thiên Cung thì ở bên này có một cái lối đi lên hạng đầu gỗ ở ngay đây luôn. Dưới này có bán cái quầy bán nước mía nè, rồi bán nước dừa, bán bắp, bán đậu phộng. Bánh kem. Bỏ cái tay lên. Ôi trời ơi. Đẹp quá. Tay đi lại nào. À con đó hả? Cái tay. Con tưởng tay kia. Đây là hai con gà chọi. Hồi xưa người ta dùng là hòn trống, hòn mái. À, hai gà chọi. Biểu tượng Hạ Long nhé. Không, chị không chụp đâu em à. Thôi được rồi. Chụp nhiều rồi. Ở xa xa kia cứ biết bao nhiêu những con tàu đi như vậy. Còn đây là làng bè đây. Làng bè trên này thì họ bán đủ hết các loại, chẳng hạn như là từ đồ trang sức cũng như là đồ cá, cua, ghẹ, ngao, sò, ốc hến. Dạ, để con lên trên. Đấy, làng bè là bên này đây. Đẹp chưa? Quá đẹp. Khi mà quay ở chế độ 0.5 thì nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Ở dưới này người ta có bán những cái loại
ngọc trai mà người ta nuôi thật đó các bạn. Thì ngọc trai ở đây á, là nếu mà thật thì các bạn biết là rất là mắc nha. Người ta ngọc trai nuôi mà. Còn những cái loại ngọc trai mà người ta sàng lọc ra, những cái loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 á, thì nó còn rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn mua vào cái loại ngọc trai loại nhất thì phải nói mắc lắm. Ở đây họ nuôi nhiều. Và ngoài ra họ có bán những cái loại tôm, cá, cua còn sống còn nhảy luôn. Ngọc trai ở trên biển nè. Trong đây là một tập đoàn hào sữa đại dương. Có nghĩa trong này họ bán hào nhiều lắm đây nè. Và những cái shell của hào đây nè. Đây là những cái vỏ của con hào đây. Đây, họ treo cho mình thấy là những con hào họ nuôi, họ bán đây. Ra tới ngoài này là mới thấy là ở đây họ bán hào rất là nhiều. Cái vỏ hào họ đem họ cột lại, họ đem họ treo đây ngoài này. Không những là họ làm để họ treo cho mình thấy là họ bán hào ha. Họ làm hào đây mà họ còn cho mình thấy là một cái design để cho nó đẹp nữa nè. Ở đây người ta bán mắm xá sùng và xá sùng khô. Ngoài ra còn có ruốc tôm, ruốc cá. Mình có thể ăn thử đấy cô. À đây hả? Ăn thử được hả? Ở đây người ta bán gẹ, ô con gẹ mập quá. Đây con thưng ạ, đây mực đây này, mực bơi tươi sống này, nhà mình có nhu cầu. Bơi tươi sống này, đấy. Mua lên tàu hấp ăn nướng này, rất là ngon luôn. 800 ngàn một ký, bên này là 900 ngàn một ký. Cái này ngư dân vừa đi đánh bắt sáng nay về được có tăng to nữa. Tất cả đồ, đây là đồ tươi sống đánh bắt từ ngoài biển vào. Tự nhiên hết ạ. Giá đây 400 ngàn một ký. Ngao hai vòi, 400 ngàn một ký. Con này chưa ăn thử thức thử con này này. Con là con gì? Con vẹm hả? Con vẹm xanh ạ. À vẹm xanh. Vẹm xanh rất là ngon mà đang béo lắm. Hào vỏ 100 ngàn một ký. Cua đá. Cua đá biển đấy ạ. Còn con này là con bàn mai 250 ngàn một ký. Toàn đồ tươi, toàn đồ tự nhiên tươi thôi ạ. Chai biển. Chai này ở trong nó có ngọc đấy ạ. Có ngọc luôn hả? Dạ vâng. Nói chung là nếu mà để 100% thì nó sẽ không có, nhưng nó phải có tương đối ạ. Trong đây người ta bán ngọc trai thật nha các bác. Ngọc trai có nghĩa là họ sàng lọc và ngọc trai nuôi. Vào đây mua là chỉ có thật thôi. Sau khi đi vào coi ngọc trai, coi đồ seafood như là hào, tôm, nghêu, sò, ốc hến, cua, ghẹ thì bây giờ đoàn sẽ đi lên tàu ăn cơm và trở về đất liền. Bây giờ là đến giờ ăn trưa ở trên tàu. Bữa nay là đoàn của Kim gồm có các bác, các cô, các chị, các anh là gồm có 3 bàn. Món thứ nhất là gồm có món thịt heo kho cà chua. Món thứ hai là chả giò với chả giò tôm thịt mà gói bằng cái giống như là cái bánh chả giò rế thì phải. Ở bên này là tôm hấp, cơm và còn món đang chuẩn bị ra lò nữa. Chúc anh chị, quý ông bà và anh chị em con chúc cha ăn cơm ngon miệng nha. Non nước hữu tình mà ăn cơm ngon nữa. Cơm ngon ghê á, ăn ở trên sông nước hữu tình như thế này còn gì bằng nữa. Bên này có mực. Dĩa mực. Con đổ đậu đúa nha. Mực xào là mực tươi nha, rất là ngon. Bên đây là cá. Em ơi, cá này là cá gì vậy cưng? Cá thu hấp. Nói chung là cái món nghêu này tuy nó nhỏ mà có vỏ nha, ăn ngọt thịt, rất là ngọt thịt. Rồi cá thu hấp, tôm hấp, rồi mực xào với hành, với cà rốt. Ngon quá.
tàu nha. Chuyến du thuyền ở Vịnh Hạ Long đến đây là xong. Bây giờ đoàn của Kim sẽ lên xe và di chuyển đi đến một địa điểm khác nữa.